thế nhỉ, ông đất đấy. Con nhộng to như này cơ mà, to đúng không, ngón tay à. To bằng ngón tay luôn. Đây là con lớn hơn. Chú hôm nay không đưa cô ra, mình cô đi à. À, cô mới biết đi xe à? Cô, cháu thấy cô đi xe lâu rồi cơ mà. Chắc là cô cũng đi rồi đấy. Cô cũng đi, cô du lên cô thả xe qua qua cầu. Đi qua cầu không? Bị thế bị chân này, bị cái chân này gì? Trước cô run, không, cô không đi 8 năm nữa. Cô không đi 8 năm nữa, bắt đầu run không đi được nữa. Mà bắt đầu chú đèo đi 8 năm. Thế lúc nào này là ông chú còn chú ốm, chú yếu cũng có ấy. Vâng. Thế cô bắt đầu đi, hay đi lại đi tiếp đi lại mới được biết lại đi lại được chưa, được một năm một chưa sỏi với đây, cái vàng vàng này là phấn, phấn đây, phấn hoa mới đây. Lúc 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 tổ này đông ấy thế, đông nhộng thế, tầng 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 tầng. Đây là ông ăn rượu rồi. Cho đấy ông già con nào. Ông già. Sống đấy cháu ạ, làm được làm thế nào? Sống á? Ừ. Ôi, sống thì nó đốt chết. Nó không sợ đâu, đấy, có nhỏ một tí không? Nó sống. Nó có bay không? Bay đấy, đây. Sống nhiều lắm. Đang sống nhiều lắm. Sống 100% đó. Thôi thôi thôi, có ai có đâu, cô bán được 350 hết đi. Sống như thế này này.